Thị ủy Phú Mỹ tổ chức cuộc họp nghe các ngành các địa phương báo cáo tình hình chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tiến độ kiểm đếm dự án đường cao tốc Biên Hòa Dũng Tàu. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ trong dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, địa phương đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Ngoài các phần quà của tỉnh, thị xã còn trích ngân sách hơn 5,2 tỷ đồng, trợ cấp Tết cho 1.286 đối tượng chính sách, 3.735 đối tượng bảo trợ xã hội, 686 hộ nghèo, 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dân động doanh nghiệp hỗ trợ 905 triệu đồng, tặng 161 người bị bệnh nan y có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 20 hộ khó khăn có đất bị thu hồi. Đối với công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đến thời điểm này, 288 thanh niên trúng tuyển nghi vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đã nhận lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hội trại Tổng quân và lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 7 và sáng ngày 8 tháng 2. Về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa – Dũng Tàu, đến nay thị xã đang thực hiện thủ tục chi trả tiền đình bù giải phóng mặt bằng cho 97 hộ gia đình, tổ chức đã có quyết định bồi thường trong đó 15 hộ và một tổ chức tại phường Mỹ Xuân đã nhận tiền đền bù thu hồi đất. Các hộ còn lại, Hội đồng Bồi thường Thị xã đang tiếp tục xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Dự kiến đến hết tháng 3 năm 2023, Thị xã sẽ thông qua phương án bồi thường cho toàn bộ các hộ thuộc dự án. Phát biểu tại cuộc họp đầu xuân, lãnh đạo thị ủy Phú Mỹ đánh giá cao công tác an sinh xã hội của thị xã và các xã phường trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đáng đồng thời đề nghị các ngành các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 ngay từ đầu năm. Trước mắt tập trung làm tốt công tác giao nhận quân, phân đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khởi công dự án đường cao tốc Biên Hòa Dũng Tàu theo kế hoạch đề ra.